Dạ vâng, em xin được hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Kính thưa các bác thân mến, em xin được trân trọng kính mời các bác cùng anh em sẽ cùng tham khảo và trải nghiệm chất âm, độ dũng mãnh uy lực của bộ sản phẩm karaoke đẳng cấp chuyên nghiệp này. Và em test bộ karaoke này với yêu cầu của các bác khách hàng, đó là test tiếng ca. Tiếng bass rất là chắc sâu và các bác cùng trải nghiệm lời rất là sáng to. Đây là đôi loa B3X15X bass 40 từ 220 con 100 giá 26 triệu. Em vẫn đang chào bán và được lên đường hàng ngày. Thùng gỗ sơn phần bóng màu đen. Còn đây là đôi loa JBL mã số 515 các bạn. Tiếng tem rất là sáng. Em dùng chiếc đẩy PS Audio V4008 4 kênh để sử dụng mỗi kênh một chiếc. Và em sẽ thử tiếng ca các bác nhé. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng anh nhớ em ngày cuối trời. Dù rằng em giờ đây thôi trong đêm buồn nhớ ai chẳng rơi trên sông cùng sông nước chẳng trôi nang thang đi tìm người thương lửa vâng chẳng em ơi phương xa lửa nhớ mong anh đang ngóng chờ chờ em đến với những nỗi nhớ cho tròn vầng trăng người ở đâu chẳng em lẽ nói em ta đang nhân lấp quên mau yêu thương ngày nào vẫn là vẫn chẳng heo với những tiếng thương cho tình vội xa chỉ còn anh đêm ôm cô đơn anh chẳng non ai chiếc đôi vần buồn rơi mãi dẫu có đớn đau vẫn ôm tình em. Với bộ sản phẩm này thì em xin được chia sẻ với các bác cũng như là anh em hát rất là nhẹ. Đó là đầu tiên em muốn nói như vậy. Chống rú tốt. Và các bác đã cảm nhận được tiếng bass nó đánh ra rung màn hình điện thoại. Các bạn, đây em chưa cùng được công suất với em chưa mở lớn. Còn nếu mở lớn các bác sẽ cùng cảm nhận nó mạnh mẽ hơn nhé. Để em thử. Những đôi loa bass 40 này các bác thân mến nhé, đôi loa X15Y thì bao cho các bác sử dụng ở phòng dưới 60m2 quay đầu, còn đôi loa JBL 515 thì bao cho các bác sử dụng ở phòng khoảng 40m2 quay đầu các bác nhé. Đó là những gì em muốn chia sẻ. Và thưa các bác thân mến, thì trôi qua 3 video thì em cũng xin được có một ý kiến chốt lại như sau. Video đầu tiên là em test nhạc, video thứ hai là em kết hợp vừa test nhạc vừa test tiếng ca, và video thứ ba này thì em test cái tiếng trống của nó này, test tiếng ca và khi em ngồi gần này chống rú rất tốt, bởi nó có chiếc vang GD Gutin KM320 đấy. Còn chiếc máy lưng tiếng này thì nó là một huyền thoại rồi, chất âm nó quá là hay.
lòng xì B3 hàng loại 1, đẩy PS Audio hàng cao cấp chất lượng các bạn. Với bộ sản phẩm này các bác thân mến nhé, các bác có thể sử dụng một trong hai đôi. Đấy, ví dụ các bác có thể lựa chọn JBL hoặc các bác có thể lựa chọn B3, giá nó sàn sàn nhau, chất âm rất là hay. Và với những sản phẩm này thì nó có độ bền rất cao các bác nhé. Những chiếc đẩy PS độ bền rất cao, lọc xì cũng vậy, lưng tiếng thì chưa còn là lỗi cả các bạn. Vang thì có hiện tượng lỗi nhưng nó số lượng rất là ít. Mic BBS thì em đang có 105 bộ, thì em đã chào bán rất là nhiều rồi, vài chục bộ rồi. Thì nó cũng đã lỗi hai bộ thì phải, hay là hai bộ đấy, anh em đã đổi mới cho các bác một bộ của các bác sáng hôm qua về với cửa hàng từ Kinh Môn nhá. Đấy, thì em đổi mới luôn. Thì thưa toàn thể các thân mến nhá, em xin được cung cấp cái số điện thoại mà cửa hàng em vẫn chào bán và nghe máy để tư vấn cho các bác. Đó, những số máy ở trên tấm biển. Cửa hàng em có địa chỉ tại khu dân cư Trụ Thượng, phường Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, và em nhận giao hàng trên toàn quốc. Và cửa hàng em có nhận chương trình hỗ trợ bán trả góp cho các bác cũng như là anh em. Điều kiện cần chứng minh thư cộng sổ khẩu hoặc chứng minh thư cộng bằng lái xe. Trả góp dưới 30 triệu đồng, thủ tục làm nhanh gọn đơn giản. Đấy. Và ngoài ra em chấp nhận thanh toán thẻ, các bác cầm thẻ ATM đến nhà em quẹt là ok. Đấy. Và xin phép gửi lời chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Đây là đôi loa X15i B3 hàng xịn, thương hiệu của Đức. Đây là đôi loa JBL, đấy, hàng thương hiệu của Mỹ. Đấy, mã 515. Giá của đôi loa 515 là 27 triệu JBL. Giá đôi loa B3 X15i là 26 triệu. Và em xin chào toàn thể các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo ạ.